Hà Giang hội đủ các yếu tố thuận lợi để phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đến nay, hệ thống hạ tầng du lịch Hà Giang không ngừng phát triển với hơn 100 điểm du lịch được đầu tư và nâng cao chất lượng dịch vụ, tập trung vào 5 loại hình sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch thể thao mạo hiểm, du lịch thương mại biên giới. Những năm qua, Hà Giang đã tổ chức nhiều lễ hội, chương trình, hội nghị xúc tiến du lịch có tính liên kết vùng, khu vực, qua đó từng bước nâng tầm thương hiệu du lịch xứ sở cao nguyên đá. Tỉnh còn tích cực liên kết mở rộng quan hệ hợp tác với các quốc gia nằm trong mạng lưới công viên địa chất toàn cầu như Pháp, Đức, Canada, Australia. Hà Giang hiện đứng thứ 25 trên 52 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới do tạp chí New York Times của Mỹ bình chọn, một trong 10 điểm đến đẹp nhất Việt Nam do The Travel của Canada bình chọn. Đặc biệt, năm 2023, Hà Giang được tổ chức giải thưởng du lịch thế giới World Travel Awards, trao giải thưởng điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á năm 2023.